Rồi, tiếp tục mình lên cái video anh em ơi. Tiếp tục ngày 12 tháng 12 ha. Mình nói tiếp theo số nãy mình khỏi ghi bát anh em mất công quá. Ha. Thì tất cả đồ trên đây mình bán chuyển khoản, mình sẽ bao hết tất cả phí vận chuyển nha anh em, và nhận hàng khỏi phải trả gì nữa hết. Thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp á, thì cứ nhắn tin trực tiếp vô số điện thoại mình để chốt hàng ha. Đó, nhiều khi mình đăng cái video xong anh em, với lại tin nhắn nhiều quá mình trả lời không hết á. Khi mình đăng video nhiều khi mình để ngoài đường á, mình không có nghe điện thoại được á, thì anh em thông cảm giúp mình ha. Đó, thì anh em nào mới xem kênh mình lần đầu, lần thứ hai cũng xem kênh nữa, thì anh em phải đăng ký kênh, và đăng ký kênh thì bấm cái chuông nữa, lần sau mình đăng video qua mới thông báo cho anh em ha. Thì lấy của cái clip đầu tiên là cái số 16 là cái cuối clip anh em. Thì là tiếp tới số 17 ha. Số 17 là một cái con rút ly vê nè. Con này mình mua nè, mình quên nhìn nè. Nó bị gãy cái chút xíu cái đảo chiều ở đây nè. Giờ thì vẫn còn đẩy được ha. Đẩy qua lại mà lấy đồ tập thôi nè. Coi như ba con này bán lỗ mẹ nó. Đây ha, bây giờ đẩy nè. Đó. Đó. Qua được ha. Con này thì đầu cổ còn khá là đẹp nè, dưới đây nó thì cái này để rút lên nè, cái này rút lên nó muốn gãy cái chỗ này nè, đó gãy này thôi, 1 2 3 độ, ba đầu ha, ba đầu là nó có nghĩa là nó còn đủ anh em. Cái này của lốt tơ anh em ha, tơ cái này không có mắc, cái này cũng không sao, cái này ha còn chạy hoạt động ok. Ở đây mình sẽ mở ra mình coi thử cộng trừ rồi nè. Con này nó 9.6 mà nó không có vỏ pin ha, coi như bán 700 nó bị gãy ra nè, lỗ à 700 cho cái mã số 17 anh em. Đây mình kẹp luôn. Mình lấy cục pin 8.4 kẹp. Đây, cộng mình có đánh dấu nha anh em. Thì em lưu ý vậy. Máy pin thì bắt buộc phải kẹp đúng cực nha anh em, kẹp sai cực nó trái còi nha. Đây. Cái này thì nó có chỉnh số đây này. Anh em rút ly về nào này cứ dặn số đây nè. À, nó có 4 cái nấc á, đây, vậy ha, đầu này mở rồi nhẹ nhàng, thấy ruột bên trong còn khá đẹp, hai cái tay khá đẹp, thì giá bán là 700 nha em, cho cái mã số 17 ha, rút ly vơi, rút tôm, này. Giá là 700 ha, số 17, rồi số 18 tiếp tục có cái vỏ pin nha anh em, vỏ pin thì còn khá đẹp, bán giá 150, coi như là lỗ, mua về nó chết phải chịu anh em. Thường 3A nó hay chết, 3.1 nó sống nè. Khá mới vậy mà chết, pin lâu quá tự chết, bên trong nó còn đẹp lắm. Ruột mạch còn đầy đủ anh em ha. Mạch nó còn nhận sạc. Mình đút vô nó nhận sạc, đút vô cái nó báo nó chết cái đèn kia, pin chết hết rồi nó mới nó sạc vô nè, bán giá 150 ha. Tem bọng còn ok hết, cái này vỏ pin tem đỏ nha nè. Thì cứ về để có thể anh em sạc sạc 81, sạc 80 được ha. Không cần sạc 81, cái này nó vậy á. Nó tem đỏ, còn tem vàng bắt buộc phải sạc 81 ha. Rồi số 18 nha anh em, giá là 150.000. Rồi số 19 vẫn là sạc dự phòng nha, sạc dự phòng giá 130.000, dung lượng 10.000 ha. Thì nó có hai cổng ra, cổng 1A và cổng 1A và 2A. Đây là nút bấm ha, bên đây là cái giắc sạc nè, cái đi kèm cho nó là cái dây sạc ha. Dung lượng 10.000 thì qua mạch nó không còn đủ 10.000 đâu nè. Đó, đèn báo pin ha. Thì cái này mình xài cũng thấy ok rồi nè. Đó. Thì giá là 130.000 ha. Nó vẫn ghi là máy China số 45, đây là mã ký hiệu đó anh em có thể tra ra, và chữ này có thể chụp màn hình lại anh em dịch ra ha, tiếng Nhật rồi ok. Cái này giá số 19 nha anh em, 130.000. Rồi mã số 19 130.000 nha. Rồi số 20, số 20 là cái gì ta? Số 20 là một cái thước hút thủy điện tử nha anh em. Thì con này nó dài khoảng khá là nặng, mặt điện tử này khá là nặng anh em. Dài khoảng gần 4 tấc, 3 tấc mấy, 4 tấc đi nè. Thì con này đặc biệt nó có một thủy thôi nè, thủy đây ha. Canh cái chiều đứng này nè ha. Đây. Thì giá là 300, con này nó pin nó còn sống luôn nha nè. Thì ở đây thường nó có hai cái nắp đậy ở đây anh em, nó bị rớt mất hai cái nắp đậy ở đây ha. Rớt mất hai nắp đậy. Và chữ đây thì nó hơi bị mờ rồi nè, đi DSLV ha. Đó, và cái này nút on off nè. Còn mấy cái nút này nó để làm gì là mình không có rành nữa nè, đây ha. Chủ này 1 2 3 4 và đây có thêm cái nút đó. Này mình bật nguồn nữa mình thấy nó lên rồi nè, pin nó còn sống lên ha. Thí dụ anh em để cái độ nghiêng về đi thì nó sẽ nhảy màn hình khác nha nè ha. Đây ha, mình đang để là như vậy đó, nó 11 10 ha nè, mình xích xuống đó là ha, đó là nó sẽ chỉ cái chiều xuống, nó đang chỉ chiều xuống đó nè,
Đó, quả chỉ à, nó chỉ chiều lên ha. Đó, như vậy thôi. Đó. Cái màn hình ở đây nè ha. Mình đang để nghiêng nó khác ha. Đó, mà để nghiêng xuống là nó sẽ nhảy chiều khác ha. Thì dưới đít nó có 500 hít luôn nha anh em. Nguyên cái 500 hít nó từ đầu tới đuôi luôn ha. Đây ha. Đó. Ha. Cái này để vô sắt là nó hít mạnh nha anh em ha. Đó, 500 này thể có thể anh em có thể thay luôn, hư có thể thay được. Thì cái khóa trên đây là nó bằng nhôm anh em. Cái nút này nút gì của mình cũng không biết nè, ở đây có thêm cái nút này, bấm thử ha. Cái này mình không có rành này, cái tiếng cái nút này nữa, mình thấy nó sống rồi nè. Đó. À, nút này nút đèn anh em ơi. À, nút đèn cho anh em xài ban đêm ha. Ha, nút này bấm thử nút này nè. À, nó chớp hai cái này không biết cái gì nữa. À, lúc này nó phát cái gì nó kêu nè, giống như có cái tiếng cái cục wifi này phát để nó kêu nè. Họ tắt ha. Còn lúc này nó gì không biết, còn lúc này nó nút à. Lúc này cái gì nó chớp lên nè, đó, này, tắt ha, mở lại nè. Đây mình bấm luôn nút này coi nó hiển thị cái gì anh em. Cái này. Đó, nhảy giùm luôn. Còn bấm được hết ha. Đó, vậy ha, nó có hai chế độ rồi tắt anh em ha. Cái này bán giá 300 em ha. Số 20 cây này khá nặng nha. Số 20 giá 300. Rồi số 21. Số 21 là cái cặp quạt nha nè. Quạt này thì hai cái nha, hai cái này bán giá là 200. Số 21. Con này nó xài điện 220 luôn anh. Nó ghi ở đây là từ 208 đến 230V nè. Cái này mình có gỡ dây ra mình test chạy rồi anh em ha, mình sẽ gửi cái video sau qua cho anh em ha. Zalo, gửi qua Zalo cái kích thước cái quạt này nè. Nó vuông vức là 90 ha anh em ha, 90 ở đây 90 luôn. Ha. Chín mấy á, chín mấy tí. Thì ở đây nó có cái miếng bảo vệ nè, đó, ngoài mặt nó có miếng bảo vệ ha. Cái này của da băng đàng hoàng nha anh em, đó ha, mẹ da băng đàng hoàng ha. Điện 220 luôn nha anh em, hai cái. À, hai cái nó có sẽ bốn cục dây, cái này xài điện nha anh em. 200 V ok ha. Thân thân vô bằng chắc có chữ nghĩa rồi rất là nhiều anh em. Đây là cái đế để anh em bắt được hai cái vô được, thích tháo rời đã bắt một cái ha. Giá cái cặp quạt này 200 nha anh em. 200 cho số 21 nha. Rồi số 22. Số 22 là một cái cây kèn nha anh em. Cây kèn này nó to nhưng mà đặc biệt nó có 6 V nha anh em ơi. 6 V ha. Cắm 12 V được rồi nó bị rè nha, nó quá công suất á. Cái đường kính nó là 10 124 anh em ha. Đường kính tròn ha, và nó kêu rất là to khủng như này lớn. Cái này có thể gắn cúp hay là gắn những cái xe đạp điện hay là gì đó hay gì thế anh em ha. Cái này nó của là gì ta, của Bosch nha nè, của Bosch Bosch gạch Money nha, gạch Money chỗ nằm đây. Cái này mình xây đây đây anh em ha, ngóc này về anh em siết lại bắt bát con cứng bát ha. Bosch gạch Money này ha, đây Bosch gạch Money còn khá là mới ha. Đây là mã ký hiệu nè, đây ha, số nghĩa chữ ở trên đây nó sẽ ghi là cái con tán ghim này, nó ghi là 6 V trên đây nha em ha. Đây mình đọc thấy là 6 V đây nè, đây ha, đây nó 6 V đây cũng có chữ nghĩa rồi, đầy đủ số mã rồi ha. Đây mình kẹp luôn chỉ hai dắt cộng trừ thôi nè, kèn thì nó có lộn cũng không sao ha, cộng trừ đúng rồi. Rất là to nè, vậy anh em nghe tiếng kêu này. Cái này mình kẹp là nó đang 7 V mấy nè, cục pin này thành rất là to nha, nghe tiếng đứng đứng gần để điếc lỗ tai luôn. Thì giá cái cặp kèn này là 200 nha nè, 200 giá cái kèn này là 200, xin lỗi nó lộn, số 22 giá 200 nha. Rồi số 23 là cái quận Kỳ Hàng này nè, Kỳ Hàng này còn khoảng 3 lạng dính dơ tí ha, bên đây thấy chữ nghĩa nó bị mờ đi hết nè. Để mình đo cộng này coi nó mấy ly nha nè, nó 1,5 ly và cộng này hình như to hơn nó 2 ly. Cái cộng này nó nằm trong cái cuồng đàng hoàng nữa ha. Không có mua cuộn này, còn ít luôn, không có mua cuộn. Cuộn này thì cộng này thì nó sẽ 2 ly nha. Thì cái này 3 lạng, cái này có nguồn công này khoảng lạng, mình không có quấn vô đây nè, để rời cho anh em thấy ha. Chị Nhật thì nó hay có nhựa thông ở chính giữa nè. Hay có nhựa thông ở chính giữa. Đó. Hàng nó dễ hàng hơn chị Việt Nam mình đây ha. Cái cuộn còn trắng, cái cuộn này cái lớp hoài nó sẽ dính dơ tí nè. Ở trong nó dính bụi tí nè, anh em thấy nè, cũng còn đẹp ha. Giá là 250 cho hai cái này ha. Đó. Cục này khoảng 3 lạng, cái cục rơi này không một lạng nha. Đó, giá 250 cho cái số 23 nha anh em, chì hàng. Rồi cái số 24 nè, số 24 là cái ở những cái cú clip nè. 24 là cái mũi vít.
mũi vít lại mũi khoan ha, mũi khoan đồ lục giác ha anh em ha. Đi kèm theo nó là một cái gài mũi vít của Viettel để nó đeo lên quần hay gì đó, à, đeo cái gì đó anh em ha, tăng dây ra được. Này cái giãn nha, dây này giãn ha, cái này có thể gắn được 5 mũi vít cho nè, 5 mũi vít. Dây đeo của nó có chữ Viettel rõ ràng ha. Con này dán bán giá là 300 nha nè, đó 300 điểm mũi trước cho anh em ha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 có một cái 500 hết nè. Đó, mình sẽ lấy mũi khoan đu lục giác ra trước cho anh em ha, mình sẽ đo trước cho anh em đó. Còn đây mũi vít thôi nè, mũi vít nè, bữa nay bán mũi vít dài dài không mình nè. Có cái mũi này to nhất không biết mấy ly nữa đó. Ở đây nó làm cái tầm khoan mũi nhỏ trước, xong rồi càng đi vô nó sẽ càng tới đây ha, tới đây bắt đầu là sẽ đều anh em ha. Đó, tới đây khúc chỗ đầu sẽ đều, mũi này to nha anh em ha, mũi này chắc 8 ly, cả 8 ly á, em đoán vậy đúng chính xác 8 ly ha. Như đây là 8 ly anh em ha, cái này 8 ly rất là dài nè. Cái này không biết có thấy số nghĩa gì không, để mình dở mình coi thử nè, không luôn ha. Đó, nhưng mà nó có hình con nha nè, mấy cái hình con này, cái cây nguyên khối này nó rất là chắc hơn cái kia ha. Giá cái bộ này là 300 nha nè, cho cái số 24 giá 300 mình dán cái tay này đây ha. Và hai cái này ha, hai cái này thì nó ở đây mình thấy cái chữ nè, 5.0 OG gì nè, đây 6.5 để mình đo thử hai mũi này không biết mấy ly nè. Thử đây, con này thép trắng nha, cái này nó là mô hình con luôn, 5 ly cho em hai mũi này, à, mũi này không biết mấy ly nữa, à, 5 ly luôn, hai mũi 5 ly ha, 5 ly rất là dài nè, đó. Dài. Và cái mũi này nó là 4 ly nè, 4 ly, đó, 4 ly đúng 4 ly, cái này thấy chữ rõ nè, 4.0H5, đó, số đó. Đây cái mũi này đó nè, mũi này nó có xài rồi một tí nha, nó bị cùi cái đầu một tí nè, đó, đây trên đây mình bán có sao rồi mình sẽ nói vậy. Này nó 4 ly luôn nha nè. Đây nó có ghi số 4 ly ha, QQ6. Thấy số chữ gì hơn. Ở đây cũng có cái mọc ngôi sao, đó, mọc ngôi sao và số 4 này. Cái này ta. Nó lên tới tuốt trên đây mới đủ 4 ly nè. Nó dạng thùng dạng giống như hình con nè. Đó, từ từ nó nhỏ 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 từ từ dài lên ha. Đây thùng dạng 4 ly ha. Đó thì cái này 2 4 6 mũi nha anh em ha. 6 mũi dùng mới mũi vít anh em ha. Mũi vít này thì cái này là của Viettel, này là BH2 anh em, còn khá là mới ha. BH2 dài 6,5 ha. Thì cái này BH1 nha nè, BH ấy cái này BH2 luôn nhưng mà đầu nhỏ nha của Viettel luôn á. Cái đầu này để mà nó là vậy nha nè, nó để cho anh em mở mấy con ốc mà hơi bị tà đó. Đó là đầu sẽ mở, con này dễ mở ha. Thì con này đầu nó đầu nhỏ nha nè, đầu nhỏ nè, để cho anh em đút vô mấy cái lỗ nhỏ nhỏ nè. Đầu nó 4 ly nha nè. Thì cái con này nó dài là 10 nè, nó có hết. Cái này nó hay có hết lên đầu nó ha. Mình đọc số nè. Cái này BX2 khá mới, dính xác dơ thôi anh em ha. Cái này của Viettel ha, dài 11 nha anh em. Cái này dài 11 ha. Đó. Này 6,5 nè, của Viettel ha, BX3 hai đầu ha, còn khá là mới ha. Cái này cũng vậy luôn, BX3 ha anh em ha. Thép đen của Viettel luôn ha. Cái này cũng BX3 nha anh em. Cái này chắc của Anet. Nó màu sơn này là hay đúng là của Anet nè. BX3 luôn ha. Còn cái này nó BH1 nha, BH1 đầu nó của Viettel ha, đầu này khá là chưa xài mà đầu này nó có xài rồi ha. Không đẹp đó. Thì cái con này cũng của Viettel nè, nó có hai cái lò xo đây hiện diện biết dài tắt mốt luôn nha. Cái này cũng vậy luôn, cái này cũng của gì ta? Hai chữ không biết. Khi chữ nó dính mờ rồi nè. Có thể cái này không thấy chữ ta. À có chữ AS gì, chữ da băng sẽ nằm đây nè, mờ ha. Tất cả mấy mũi này là dài một tấc mốt hết nè. Tấc mốt đi tấc ha. Chỉ có hai như là có hai mũi dài 6,5 thôi nha. Mấy mũi này cực kỳ dài, 2 4 6 7 nha. 8 9 nha, 9 với mấy mũi này nè. Đó, giá là 300. Bán chung với cái này nữa, giá 300 nha. Thì cái số 24 là cái cuối clip rồi. Đó, thì anh em nào chọn sản phẩm nào phù hợp á, thì cứ nhắn tin trực tiếp qua số điện thoại mình để chốt hàng ha. Mình chào tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em trong clip sau của mình.